Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món đậu phộng rang tỏi ớt. Ở đây mình có là 200g đậu phộng, khoảng 2 muỗng canh vung tỏi ớt băm, 1 lòng đỏ trứng gà. Về nguyên liệu chính của mình sẽ đơn giản như thế này thôi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Bây giờ mình sẽ đi rửa đậu phộng nha các bạn. Ở đây mình chuẩn bị là nước sôi á. Mình sẽ cho đậu phộng vào mình rửa cho thật là nhanh nha. Thì tại sao phải rửa thật là nhanh? Tại vì khi mà các bạn rửa lâu, tức là mình ngâm lâu á, thì cái đậu phộng á, cái vỏ bên ngoài đậu phộng nó sẽ bị bong ra, nó không ngon. Đó, mình rửa sơ qua một lần nước thôi, 1 đến 2 lần nước thôi, đừng có rửa nhiều quá các bạn. Rửa nhiều quá cũng không được nữa. Có nhiều người ta làm thì đôi khi người ta không rửa. Khi mà mình rửa vậy đó, cái chất chát ở trong cái vỏ lụa của cái hạt đậu nó sẽ ra bớt, mình ăn ít bị chát hơn. Rồi rửa nhanh như thế này thôi, cho mấy cái bụi này kia nó ra nữa. Bây giờ mình sẽ đi làm sốt nước mắm nha. Mình cho vô đây là 1 muỗng canh rưỡi đường, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 2/3 muỗng canh nước mắm, 1/4 muỗng canh tương ớt, 1/4 lòng đỏ vô luôn. Mình sẽ khuấy đều lên. Mình sẽ dùng thêm bột bắp. Các bạn cho vào đây khoảng 1 muỗng canh bột bắp nha. Khuấy lên cho nó đều. Bây giờ mình sẽ để cái này qua một bên nha. Tiếp theo mình sẽ đi rang đậu phộng. Hôm nay thì mình sẽ làm bằng nồi chiên không dầu nha các bạn. Mình nên lót ở dưới bằng một cái tấm giấy nến nướng bánh. Bây giờ mình sẽ trải đều đậu phộng ra. Nhiệt độ thì mình sẽ để là 170 độ C nha. Thời gian thì tùy theo lò. Sau khoảng 15 phút bây giờ mình sẽ kiểm tra đậu phộng nha các bạn. Bắt đầu nó vàng rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp nước mắm. Các bạn kiểm tra cái hạt đậu nha, nó phải bắt đầu nó chín, nó vàng á. Nó vàng giòn thì mình mới cho cái này vô. Mình rưới cho nó thật là đều nha. Hồi nãy mình bỏ tỏi ớt vô mà mình quên bấm nút quay á các bạn. Sau khi mà các bạn trộn cho đều xong rồi mình mới cho tỏi ớt vô nha. Bây giờ mình sẽ trải đều ra. Mình làm khoảng 200g đậu phộng là mình thấy vừa các bạn. Tại vì nồi chiên không dầu thì mình không thể nào mình trải dày được. Tùy theo lò nha. Nếu như lò lớn hơn thì mình có thể là mình làm khoảng 300g đậu phộng cũng được. Lúc này thì mình sẽ chỉnh xuống nhiệt độ là khoảng 140 độ C nha. Tầm khoảng 8 tới 10 phút thì mình phải đảo đều nha các bạn. Mình cào cạo nó lên. Ban đầu thì nó sẽ hơi dẻo vậy đó. Sau đó mình sẽ trải đều ra. Mình sẽ cho vào lò tiếp tục nha. Mình để nhiệt độ vẫn là 140 độ C. Càng về sau á, cứ khoảng 3-4 phút là mình phải lấy ra để mình xới nha các bạn. Càng về sau nó bắt đầu nó ráo dần á, thì mình phải xới xới nó lên cho nó đều. Bây giờ mình sẽ cho vào lò tiếp tục.
vẫn là nhiệt độ 140 độ C. Tổng thời gian tầm khoảng là 32 phút là mình thấy được rồi đó các bạn. Đây các bạn nhìn thấy nó vàng rồi nè. Càng về sau là cứ khoảng vài phút là các bạn phải mở ra để mình coi nha. Chứ đôi khi mình để lớn chút xíu là nó khác, là ăn nó bị nhẫn là mình coi như là bỏ nguyên mẻ. Cái này là nó vừa đạt nè các bạn. Nào lên rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ để cho nó thật là nguội. Khi mà nó nguội thì nó sẽ giòn hơn. Có thể lúc này mình thấy nó vàng, mình ăn lúc còn nóng nó sẽ hơi mềm, nhưng mà nguội nó sẽ giòn nha các bạn. Chứ không phải là mình đợi mình vừa lấy trong lò ra nó giòn thì lúc đó nó khét luôn rồi. Mình để nguội nãy giờ được khoảng 15 phút rồi nè các bạn. Giờ nó giòn rồi nè. Sau khi mà thật nguội thì các bạn bảo quản ở trong lọ kính nha. Rất là ngon luôn á. Vừa ăn lắm luôn các bạn. Mình sẽ đổ ra cái dĩa nha các bạn. Với cái cách làm bằng nồi chiên không dầu á, các bạn sẽ không tốn quá nhiều công sức. Cái này cái vỏ lụa nó bị chốc ra nè. Rất là ngon luôn á, mình rất là thích cái công thức này. Vừa ăn lắm luôn. Các bạn có thể là mình ăn chơi cũng được. Hoặc là mình ăn với cơm. Ăn với cơm cũng rất là ngon. Tại nó mặn mặn ngọt ngọt á. Tỏi ớt nè, rất là thơm luôn á. Tỏi nó cũng vàng luôn rồi nè các bạn. Với công thức này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.